tăm ca nhiễm mới trong độ tuổi thanh niên. Dịch HIVS có thể bùng phát trở lại nếu người dân chủ quan, thiếu quan tâm, không đầu tư thỏa đáng cho công cuộc phòng chống HIVS. Nếu như giai đoạn 2017 đến 2019, mỗi năm Việt Nam phát hiện khoảng 10.000 người nhiễm HIVS, thì hai năm gần đây, mỗi năm có hơn 13.000 người nhiễm được báo cáo. Đặc biệt, xu hướng thay đổi từ lây nhiễm chủ yếu đường máu sang lây qua đường tình dục, người được phát hiện nhiễm HIV chủ yếu trong nhóm tuổi trẻ, với tỷ lệ 85% là nam giới và gần 50% trong độ tuổi trẻ từ 16 đến 29 tuổi. Tại chiến lược quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030, Việt Nam đã đặt ra 3 mục tiêu. 95-95-95, đó là 95% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình. 95% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV và 95% người điều trị bằng thuốc ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng ước chế. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, tính đến cuối tháng 10 năm 2022, số ca mắc sốt xuất huyết tại Đắk Nông đã cao gấp 12 lần năm ngoái. Tính đến hết tuần trước, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 3.000 ca, trong đó bệnh viện tỉnh tiếp nhận điều trị cho khoảng 700 người, trong đó ghi nhận một trường hợp tử vong. Hầu hết các trường hợp nhập viện trong tình trạng sốt cao, trong đó có nhiều người diễn biến nặng, phải triển khai biện pháp điều trị phức tạp. Trước nguy cơ bùng phát kéo dài, lan rộng, Ngành Y tế Đắk Đông đề nghị các địa phương tăng cường công tác giám sát, xử lý ổ dịch, triển khai ngay chiến dịch, diệt loang quang, đảm bảo vệ sinh môi trường. Khoa Bỏng Tạo hình Thẩm mỹ Bệnh viện Trung Vương thành phố Hồ Chí Minh vừa phẫu thuật cấp cứu cho hai bệnh nhân do tiêm filler vùng mông. Nhiều chuyên gia cảnh báo sử dụng filler không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khôn lường. Theo các bác sĩ, đây là ca tai biến bơm mông lần thứ hai tiếp nhận trong tuần, thiệt hại trong quá trình điều trị của mỗi bệnh nhân từ 40 đến 300 triệu đồng, những ảnh hưởng về tinh thần là không kể xiết. Hai bệnh nhân cho biết, họ đều tiêm filler tại hai thẩm mỹ viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai cơ sở trên đều được rất nhiều người nổi tiếng quảng cáo. Các bác sĩ khuyến cáo, filler là chất làm đầy khá an toàn nếu được tiêm đúng, bác sĩ được đào tạo, cơ sở đủ điều kiện và loại filler được cho phép. Hiện nay có rất nhiều cơ sở làm đẹp không đủ điều kiện, sử dụng các loại filler không rõ nguồn gốc và được tiêm bởi những người không phải là bác sĩ, để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng như nhiễm trùng, hoại tử hay mù mắt. Người dân cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo có cánh từ những cơ sở này để tránh tai nạn đáng tiếc, khiến tiền mất mà tật vẫn mang. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tư nguyện giai đoạn 2022-2025. Đáng chú ý trong kế hoạch đưa ra, Hà Nội hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tư nguyện với hộ nghèo. Đối tượng được hỗ trợ là người tham gia bảo hiểm xã hội tư nguyện có đăng ký thường trú tại Hà Nội là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Về mức hỗ trợ sẽ hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo, hỗ trợ thêm 25% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo, hỗ trợ thêm 10% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với các đối tượng khác. Thời gian bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Thưa quý vị, một năm sau khi kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa hoàn thành việc chi trả một số gói chính sách hỗ trợ của chính phủ cũng như của thành phố. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, hiện các gói hỗ trợ đã thực hiện được khoảng 80% so với con số được phê duyệt. Nguyên nhân là do nhiều địa phương bị thiếu kinh phí chi trả dù đã phê duyệt xong đối tượng được thụ hưởng. Dù đã có nhiều giải pháp nhưng việc triển khai vẫn gặp nhiều vướng mắc đã khiến chỉ có khoảng 3 phần tư số doanh nghiệp đã được nhận. Hiện thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục cố gắng để có thể hoàn thành 100% các gói hỗ trợ trong năm 2022 này. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, theo các báo cáo từ các doanh nghiệp, từ quý 2 năm 2022 đến nay, do biến động kinh tế chính trị trên thế giới đã làm nguồn nguyên vật liệu, hàng hóa của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Vì vậy, một số doanh nghiệp phải sắp xếp lại lao động để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện Đồng Nai có khoảng 100 doanh nghiệp sử dụng khoảng 200.000 lao động bị sụt giảm đơn hàng, thiếu nguyên liệu do ảnh hưởng của thị trường thế giới, khiến người lao động bị ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập. Các doanh nghiệp đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để giữ chân người lao động nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn này cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động như bố trí ngày nghỉ hàng năm, trả lương ngừng việc, thỏa thuận hợp đồng lao động, Tuy nhiên, một số doanh nghiệp quá khó khăn đã phải cắt giảm khoảng 20.000 lao động. Các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là ngành gỗ xuất khẩu, may, da dày. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đang mạnh tay xử lý hàng loạt công trình vi phạm ở thành phố Phú Quốc, đồng thời gấp rút hoàn thiện quy hoạch đất đai cho thành phố Phú Quốc. Khi hoàn thành, đất công, đất giao cho người dân sẽ được phân định rõ. Công tác quản lý xây dựng đô thị ở Phú Quốc sẽ chặt chẽ hơn hiện nay. Chỉ riêng tại xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc đã có khoảng 79 căn biệt thự, giá trị mỗi căn khoảng 5 tỷ đồng bị dỡ bỏ do xây dựng trái phép trên phần đất do nhà nước quản lý. Theo thống kê, trong thời gian qua, tỉnh Kiên Giang đã phát hiện và xử lý 1.744 vụ vi phạm pháp luật về đất đai và xây dựng trên đảo Phú Quốc. Trong đó, diện tích đất rừng, đất do nhà nước quản lý bị lấn chiếm là 685 ha đa số là lén lút cất nhà, xây các công trình phục vụ du lịch. Tỉnh Kiên Giang hiện đã lập tổ công tác đặc biệt để xử lý vấn đề này và trong năm tháng qua đã thu hồi 145 hecta đất, qua đó tháo rỡ nhiều công trình vi phạm. Ngày 30 tháng 11, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết thực hiện kế hoạch phòng ngừa đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cáo độ bóng đá dịp World Cup 2022. Đơn vị vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh triệt xóa thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với tăng số 30 tỷ đồng. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó Trần Văn Thành đã nhận được điện thoại của một người nghiện ma túy hỏi mua ma túy nên hắn đã điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 67 h 3186 đến khu vực phường Long Sơn, thị xã Tân Châu để giao ma túy cho con nghiện. Khi Thanh điều khiển xe đến khu vực khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh thì bị lực lượng công an thị xã Tân Châu đang trên đường tuần tra kiểm soát phát hiện có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thu giữ trên người Thanh bốn bọc ni lông được hàn kín chứa ma túy bên trong. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thanh, lực lượng công an đã tiếp tục thu giữ một bọc ni lông được hàn kín chứa ma túy bên trong. Tại cơ quan công an, Trần Văn Thanh khai nhận mua ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh đem về chia nhỏ để bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 11 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Thanh, sinh năm 1977, cư trú Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo Cơ quan Công an, từ công tác nghiệp vụ đã phát hiện có một tài khoản cấp Master 8QV608 có tổng điểm cực gần 1,1 triệu điểm tương đương khoảng 28 tỷ đồng được đăng ký, phân trang và cung cấp cho các đối tượng là các con bạc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Qua điều tra, cơ quan công an xác định tài khoản này do đối tượng Lê Bảo Nguyên, sinh năm 1984, trú tại phường Hương Sơn, thành phố Huế, đưa cho Nguyễn Thành Lâm, sinh năm 1987, trú tại phường An Đông, thành phố Huế. Sau khi nhận tài khoản đánh bạc từ Nguyên, đối tượng Lâm đã phân chia thành 19 tài khoản ở gần và cấp lại cho một số đại lý cấp dưới để các đối tượng này thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc cho các con bạc trên địa bàn tỉnh. Qua trích xuất dữ liệu điện tử từ thiết bị, máy móc phục vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc được thu giữ tại nhà các đối tượng, lực lượng công an xác định tại thời điểm khám xét, bắt giữ, đường dây này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số gần 1,8 triệu điểm, tương đương khoảng 30 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Thành Lâm, Lê Bảo Nguyên, Trần Văn Bên Em, Nguyễn Hoàng Bảo Nghĩa và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng còn lại theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức Hợp tác Thực thi Pháp luật của Liên minh châu Âu Europol vừa phối hợp triệt phá một băng đảng được cho là kiểm soát tới 1 phần 3 lượng cocaine buôn bán ở châu Âu. Các cơ quan thực thi pháp luật của 6 nước đã tham gia vào chiến dịch này nhằm vào siêu tổ chức buôn bán ma túy. Cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 49 nghi phạm ở Bỉ, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong vòng hơn 10 ngày của tháng này. Trong các cuộc điều tra, hơn 30 tấn ma túy đã bị thu giữ. Chiến dịch này được lên kế hoạch thực hiện trong hơn 2 năm. Cocaine hiện được bán tràn lan ở châu Âu ở mức độ chưa từng thấy trong lịch sử, độ tinh khiết rất cao và giá rẻ. Vừa qua Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức công bố tên mới cho bệnh đậu mùa khỉ, khuyến nghị từ nay trở đi nên gọi bệnh này là Mpox. WHO cho biết cả hai tên bệnh đậu mùa khỉ, Monkeypox và Mpox sẽ được sử dụng đồng thời trong vòng 1 năm trước khi từ Monkeypox bị loại bỏ hoàn toàn. WHO cho biết tên mới Mpox đã được quyết định sau khi cơ quan này tham khảo ý kiến với các chuyên gia toàn cầu. WHO giải thích rằng sự thay đổi này là cần thiết vì ngôn ngữ phân biệt chủng tộc và kỳ thị trực tuyến trong các môi trường khác và một số cộng đồng đã được quan sát và báo cáo trong bối cảnh dịch bệnh do virus đậu mùa khỉ bùng phát trên toàn cầu. Theo thông lệ, tên của các bệnh mới không được gây khó chịu, phản cảm dưới bất kỳ hình thức nào và nên được đưa ra với mục đích giảm thiểu tác động tiêu cực không cần thiết của tên bệnh đối với thương mại, du lịch hoặc phúc lợi động vật. Trong những tháng gần đây, WHO được cho là đã phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ Washington về thuật ngữ bệnh đậu mùa khỉ. Chính quyền Mỹ tuyên bố rằng cái tên bệnh đậu mùa khỉ đang cản trở các nỗ lực tiêm chủng, đặc biệt là đối với nhiều người da màu. Tại Tây Ban Nha, có một tuyến đường dành riêng cho xe đạp. Tuyến đường tại thành phố Barcelona này đã cho phép hàng trăm trẻ em đến trường an toàn trên những chiếc xe đạp của mình mà không cần lo lắng đến những phương tiện giao thông khác. Tuyến đường cho xe đạp được mở đầu tiên trên con phố lớn thứ hai tại thành phố Barcelona. Dự án này do người dân đứng ra thực hiện và được hỗ trợ bởi Hội đồng thành phố Barcelona bắt đầu từ tháng 3 năm 2021. Lena Serenac, 8 tuổi, tham gia tuyến đường e Simpler cùng với cha của em, một trong những tình nguyện viên đảm bảo rằng các em được an toàn trên đường. Mỗi sáng Lena thức dậy với niềm vui sướng cho ngày được đi xe đạp đến trường như thế này. Đang chú ý, các em học sinh đi xe đạp cũng được hộ tống bởi xe cảnh sát Barcelona và các bậc cha mẹ là tình nguyện viên trong thành phố. Các nhà tổ chức ước tính hơn 700 người đã tham gia vào các tuyến đường khác nhau trong năm học 2020-2021, tương đương với khoảng 15.000 lượt đi đến các trường học khác nhau của Barcelona. Dự án làn đường dành cho xe đạp nhằm khuyến khích thói quen đi lại bền vững trong thành phố, những đứa trẻ tham gia giao thông bằng xe đạp sẽ có nhiều khả năng đi xe đạp hơn trong tương lai. Đến nay Barcelona có 15 tuyến đường dành riêng cho xe đạp, gây chú ý trên thế giới và truyền cảm hứng cho các kế hoạch tương tự ở thành phố Glasgow của Scotland, Portland, Buenos Aires hay San Francisco. Trong phần tiếp theo của chương trình, trên 90% người tiêu dùng Việt lựa chọn hàng Việt, tỷ lệ hàng Việt vào các siêu thị và chợ truyền thống cũng tăng cao. Nhiều nhà vườn tại thành phố Hồ Chí Minh lo mai tết nở sớm do thời tiết thất thường, mưa kéo dài. Công ty cho vay tiền điện tử BlockFi gặp khó khăn từ hồi giữa năm nay và đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ. Tiếp theo chương trình là những thông tin cập nhật giá vàng tại Bảo Tín Bình Châu đến chiều ngày 30 tháng 11. sáng ngày 30 tháng 11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, tạm giữ số lượng lớn nhang mũi nhãn hiệu nước ngoài, nghi vấn hàng hóa giả mạo thương hiệu nổi tiếng nước ngoài. Trước đó vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an huyện An Phú và Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh thành quyền tại ấp Phước Thọ, xã Đà Phước, huyện An Phú do bà Trịnh Kim Quyên, sinh năm 1982, trú tại huyện Châu Phú làm đại diện. Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trong kho có 5040 hộp nhang muỗi xuất xứ nước ngoài, không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, bà Quyên cũng không xuất trình hóa đơn, chứng từ hợp pháp để chứng minh nguồn gốc của số hàng trên. Qua xác minh, tổ công tác nghi vấn số nhang muỗi trên có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng nước ngoài nên tiến hành bàn giao vụ việc cho công an huyện An Phú, ra quyết định tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, Bộ Công Thương cho biết, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã làm thay đổi nhận thức của doanh nghiệp cung ứng cũng như người tiêu dùng về hàng hóa xuất xứ trong nước. Đặc biệt có trên 90% người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn hàng Việt. Theo Bộ Công Thương, đến nay hàng Việt ngày càng chiếm được niềm tin của khách hàng do có nguồn gốc xuất xứ, nhãn hiệu rõ ràng và chất lượng đã có nhiều cải tiến. Ngày càng nhiều sản phẩm không thua kém hàng ngoại. Hiện nay, hàng Việt chiếm tỷ lệ trên 90% trong các cơ sở phân phối của doanh nghiệp trong nước. Còn tại các hệ thống siêu thị nước ngoài ở Việt Nam, tỷ lệ này chiếm từ 60 đến 96%. Tại kênh bán lẻ truyền thống như chợ, cửa hàng tiện lợi, tỷ lệ hàng Việt chiếm từ 60% trở lên. Đặc biệt, kể từ sau đại dịch COVID-19 đến nay, đã có 76% người tiêu dùng Việt Nam chuộng hàng nội địa, nhất là những sản phẩm đã có thương hiệu, đảm bảo chất lượng và tốt cho sức khỏe. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tỷ lệ người Việt hút thuốc lá đứng thứ 15 thế giới. Ước tính có khoảng 15,6 triệu người hút thuốc tại Việt Nam, người dân bỏ ra đến 49.000 tỷ đồng một năm để mua thuốc lá. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá tăng cao đã để lại nhiều hệ lụy về sức khỏe. Theo đó, mỗi năm nước ta có trên 40.000 ca tử vong vì các bệnh do thuốc lá gây ra, gấp gần 4 lần số ca tử vong vì tai nạn giao thông đường bộ. Con số này sẽ tăng lên 70.000 ca một năm vào năm 2030 nếu Việt Nam không phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả. Bên cạnh đó, tỷ lệ người hút thuốc lá mới cũng là con số vô cùng đáng lo ngại, dù chưa phải cao nhưng tăng nhanh trong giới trẻ. Theo đó, tỷ lệ hút thuốc lá mới vào năm 2020 đã tăng 18 lần so với năm 2015 là từ 0,2% lên 3,6%. Trong đó nam giới tăng 14 lần, nữ giới tăng 10 lần. Dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng thời điểm hiện nay, nhiều người trồng mai tại thành phố Hồ Chí Minh như ngồi trên lửa, bởi thời tiết diễn biến bất thường có thể khiến mai nở sớm. Theo một số hộ trồng mai ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều gốc mai đang có dấu hiệu nở sớm từ cuối tháng 11 dương lịch do thời tiết nóng lạnh thất thường, mưa kéo dài nhiều ngày. Nếu thời điểm này mai đã nở thì đến Tết chỉ còn vài bông trên một cây. Hiện các nhà vườn đang chủ động áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật riêng để ngăn nở hoa, tránh thua lỗ. Dự báo thị trường mai Tết năm nay chi phí cao nhưng giá bán khó tăng vì sức mua yếu. Vì vậy, các nhà vườn sẽ không tăng giá để kích cầu tiêu dùng. Hiện mai dưới 1 mét có giá bán 350.000 đồng đến 2 triệu đồng một chậu. Loại 1,2 m có giá từ 3 đến 5 triệu đồng. Riêng loại mai trên 7 năm tuổi có giá từ 7 đến 100 triệu đồng mỗi cây, tùy dáng, thế và tuổi. Năm nay do thời tiết mưa nhiều nên vụ lúa trên đất nuôi tôm của người dân Cà Mau được mùa nhưng lại khiến hàng ngàn tấn lúa ST24, ST25 của người nông dân đang bị bí đầu ra. Cơ quan chức năng địa phương kêu gọi doanh nghiệp có nhu cầu thu mua để gỡ khó cho người dân. Riêng tại xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, năng suất lúa đạt khoảng 5,5 tấn một hecta, hiện gần 50% diện tích lúa của địa phương được bao tiêu. Tuy nhiên, doanh nghiệp đưa ra tiêu chuẩn cao nên người dân chưa bán được lúa. Hiện còn khoảng 600 hecta lúa ST24, ST25 chưa có đầu ra. Ngoài xã Tân Bằng, còn có các xã Biển Bạch Đông, Chí Phải của huyện Thới Bình, ước tính mỗi địa phương đang tồn hơn 1.000 tấn lúa ST24, ST25. Thời gian qua, người dân thu hoạch lúa ngay thời điểm mưa nhiều nên càng gặp nhiều khó khăn khi không tiêu thụ được. Các cơ quan chức năng địa phương hiện đã vào cuộc và đang kêu gọi doanh nghiệp có nhu cầu thu mua lúa để tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong 11 tháng của năm 2022, lượng khách thông quan qua các cảng hàng không đã tăng tới 630% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong tháng 11 đã có 8,67 triệu khách thông qua các cảng hàng không của Việt Nam, tăng 7% so với tháng 10 năm 2022 và tăng 630% so với tháng 11 năm 2021. Tính chung 11 tháng năm 2022, khách quốc tế đạt 9,8 triệu khách. Số lượng hành khách nội địa có xu hướng tăng mạnh, đạt 81 triệu khách thông qua, tăng hơn 191% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển đến 45 triệu khách, tăng 2.171% so với cùng kỳ năm 2021. Thưa quý vị, trong dự thảo mới nhất, Bộ Tài chính đã đề nghị giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ với xe kinh doanh vận tải hành khách và 10% với xe kinh doanh vận tải hàng hóa. Trong dự thảo này, mức thu phí áp dụng cho ô tô được chia làm 8 nhóm theo tải trọng và ghế ngồi của xe từ 130.000 đồng một tháng đến 1 triệu 430.000 đồng một tháng. Thời gian giảm phí là 6 tháng kể từ khi nghị định có hiệu lực thi hành. Dự kiến áp dụng trong năm 2023, đề xuất nếu được chính phủ thông qua sẽ góp phần hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải, giảm giá thành vận chuyển, giảm chi phí sản xuất kinh doanh cũng như giá hàng hóa, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam. Theo Bộ Tài chính, ước tính ngân sách năm 2023 sẽ giảm khoảng 390 tỷ đồng. Theo Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến ngày 15 tháng 11, cả nước nhập khẩu hơn 7,5 triệu tấn xăng dầu các loại, tổng kim ngạch đạt 7,74 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,1% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ tính riêng trong nửa đầu tháng 11, cả nước nhập khẩu trên 380.000 tấn xăng dầu các loại so với nửa cuối tháng 10 năm 2022. Lượng xăng dầu nhập khẩu tăng gần 22%. Đáng chú ý mặt hàng xăng dầu có lượng nhập khẩu gấp 3 lần so với nửa cuối tháng 10. Các thị trường nhập khẩu xăng dầu chủ yếu của Việt Nam đều tập trung ở châu Á như Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc. Để tiếp tục tạo thuận lợi và rút ngắn hơn nữa thời gian thông quan, kịp thời đưa hàng hóa vào lưu thông trên thị trường, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thông quan nhanh chóng đối với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu. Ngành công nghiệp tiền điện tử vừa chứng kiến thêm một vụ sụp đổ khi công ty cho vay tiền điện tử BlockFi chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ. Theo CNN, BlockFi gặp khó khăn từ hồi giữa năm nay và đã phải tạm dừng hoạt động rút tiền gửi của khách hàng. Trong hồ sơ nộp lên tòa án, công ty có trụ sở tại New Jersey của Mỹ cho biết đang mắc nợ hơn 100.000 chủ nợ, trong đó chủ nợ lớn nhất của công ty này là Ankara Trust một tiền quỹ có trụ sở tại bang New Hampshire. BlockFi nợ tiền quỹ này 729 triệu đô la Mỹ. Chủ nợ lớn thứ hai của hãng này là sàn giao dịch tiền điện tử FTX, với khoản vay trị giá 275 triệu đô la Mỹ, cũng vừa mới sụp đổ cách đây ít tuần. Các nguồn tin cho biết, BlockFi đã bắt đầu tham vấn với các chuyên gia tái cấu trúc trong những ngày gần đây, sau khi FTX nộp đơn phá sản. Theo BlockFi, cuộc khủng hoảng thanh khoản là do họ liên quan đến FTX, thông qua các khoản vay cho Alameda, một công ty giao dịch tiền điện tử liên kết với FTX, cũng như tiền tiền điện tử được giữ trên nền tảng của FTX đã bị mắc kẹt ở đó. BlockFi đã liệt kê các tài sản và nợ phải trả của mình trong khoảng từ 1 đến 10 tỷ đô la Mỹ. BlockFi đã bán một phần tài sản tiền điện tử của mình vào đầu tháng 11 để tài trợ cho việc phá sản. Ông Elon Musk, tỷ phú đang sở hữu Twitter, vừa tiết lộ chuyện Apple đe dọa sẽ xóa mạng xã hội này trên kho ứng dụng App Store mà không nói rõ lý do. Trong vài bài đăng trên Twitter mới đây, tỷ phú Elon Musk cho biết Apple đang gây áp lực lên nền tảng của ông, yêu cầu kiểm duyệt nội dung. Đồng thời, vị tỷ phú cũng cáo buộc táo khuyết đe dọa gỡ Twitter khỏi App Store mà không giải thích cụ thể và đã dừng chạy quảng cáo trên mạng xã hội lớn thứ hai thế giới. Theo Reuters, động thái trên chưa được Apple xác thực, nhưng cũng không có gì bất thường bởi công ty có thói quen thắt chặt quy định từng gỡ bỏ nhiều chương trình khỏi kho ứng dụng. Theo thống kê, Apple, doanh nghiệp giá trị nhất thế giới hiện nay, từng đổ khoảng 228.800 đô la Mỹ vào quảng cáo trên Twitter trong thời gian từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 10, một tuần trước khi lần bớt chốt thương vụ mua lại Twitter. Nhưng con số trên đã giảm gần một nửa, còn 131.600 đô la Mỹ trong tuần từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 11. Lời chào bán bỏng ngô ăn thỏa thích với giá chỉ hơn 5 đô la Mỹ của một dạp chiếu phim ở thủ đô Bangkok, Thái Lan đang khiến những người yêu thích món ăn này không thể ngồi yên. Hàng chục người dân tại Thái Lan đã mang theo thùng thép, hộp các tông và hộp nhựa đủ kích cỡ đến một trung tâm mua sắm ở thủ đô Bangkok của Thái Lan sau khi một dạp chiếu phim tại đây bất ngờ trao bán bọng ngô ăn thỏa thích với giá chỉ 199 bạt, tương đương 5,6 đô la Mỹ. Anh Pipat Lo Xúc Không, 39 tuổi, cho biết anh đã mang về nhà số bỏng ngô mặn, đựng đầy chiếc thùng khoảng 60 lít của mình. Chiếc thùng này thông thường đựng được khoảng 60 lít. Tôi đang định chia sẻ chỗ bỏng ngô khổng lồ này với gia đình và bạn bè của mình. Có thể thấy nhiều khách hàng đã mang đến dạp chiếu phim này vô số ý tưởng hộp đựng bỏng ngô kỳ quặc. Sự kiện thú vị này đã thu hút đông đảo người dân Thái Lan đến dạp phim và tham gia hoạt động. Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều bỏng ngô, khoảng gần 30 tấn bỏng, tương đương với 50 bao tải. Bên cạnh đó, khách hàng cũng được thỏa sức lấy nước uống soda miễn phí để giúp giải tỏa cơn khát khi ăn hết số bỏng ngô khổng lồ mà họ mang về. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình nhịp sống 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.